Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, tỉnh Kiên Giang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vaccine đợt 9 năm 2021, đồng thời tập trung hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine cho đối tượng trẻ em 12 đến 14 tuổi, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định. Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bắt đầu từ ngày 20 tháng 4 năm 2021. Đến nay đã triển khai được 9 đợt cho người dân trên 18 tuổi và 2 đợt cho đối tượng 15 đến 17 tuổi, gồm học sinh và trẻ tại cộng đồng. Đến ngày 4 tháng 12 năm 2021, tổng số đối tượng được tiêm mũi 1 là 1.171.808 người, đạt tỷ lệ 97,71%. Tổng số các đối tượng đã tiêm mũi 2 là 981.304 người, đạt 81,83%. Kết quả tiêm cho đối tượng từ 15 đến 17 tuổi, tổng số đối tượng được tiêm mũi 1 là 65.274 người, đạt 84,88%. Tổng số đối tượng được tiêm mũi 2 là 47.591 người, đạt 61,89%. Đối tượng tiêm từ 12 đến 14 tuổi triển khai từ ngày 4 tháng 12 năm 2021, tiêm được mũi 1 là 2.152 người. Trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo kết thúc theo từng đợt, gấp rút rà soát các đối tượng trong độ tuổi từ 18 trở lên, bao gồm cả các đối tượng tại địa phương và các đối tượng từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về để tiêm trả mũi và tiêm vét. Tập trung tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng từ 12 đến 14 tuổi, đảm bảo đúng tiến độ. Đồng thời, các địa phương rà soát đối tượng thuộc lực lượng tuyến đầu đã tiêm mũi 2 đủ 6 tháng, lập danh sách để làm cơ sở xây dựng kế hoạch tiêm mũi nhắc lại.